Ông Pizza chạy cả ngày cũng chẳng đủ lo cho cả gia đình. Câu chuyện mới nhất về nạn nhân của bom hàng được kể lại như thế này trên mạng xã hội. Chú shipper này vừa bị bom đơn pizza 200.000 khi trời đã khuya. Hoàn cảnh chú rất khó khăn, một mình nuôi vợ bệnh nặng, con nhỏ nheo nhóc. Chú chạy xe ôm lo cho cả gia đình mà chạy cả ngày trời cao lắm có 200 đến 300.000 thôi. Giờ chú bị bom hàng coi như cả ngày không làm được gì. Công cốc luôn. Chú kể trước cũng bị bom mấy lần nhưng lần này đến 200.000. Biết được hoàn cảnh của chú sau đó một thanh niên tốt bụng mua lại giúp chú chiếc pizza khi đồng hồ đã điểm qua ngày mới thật đúng là một câu chuyện có đủ các cung bậc cảm xúc đêm muộn chạy đi nhận đơn để mong có thêm đồng ra đồng vào thì lại gặp chuyện éo le những vụ việc bom hàng không thường xuyên xảy ra tuy nhiên mỗi một đơn hàng xảy ra sự cố như vậy luôn đặt các tài xế vào vị trí khổ sở và đáng thương mọi khách hàng cần có trách nhiệm hơn trong việc đặt hàng qua hình thức online hiện nay